Xin chào quý anh chị. Thì chúng ta cùng điểm lại trong tuần vừa qua, sau sự kiện Fed giảm lãi suất 0,5%, thì điều gì đang diễn ra? Tất cả thị trường tài chính toàn cầu đang thu hút dòng tiền một cách mạnh mẽ quý anh chị. Chỉ số Dow Jones của Hoa Kỳ đóng đến tuần 1,62%, lập đỉnh cao nhất mọi thời đại quý anh chị. Và chỉ số vàng thì hiện tại thứ hai ngày hôm nay, sau khi bắt đầu một tuần mới thì vàng tăng 2.630 trong ngày thứ hai ngày hôm nay quý anh chị. Và Bitcoin đang tăng lên với giá là 64.400 đô, đã phá cản 64.000 rồi quý anh chị. Ảnh hưởng của chiến tranh trên toàn cầu hiện tại thì đang có những thông tin xấu về chiến trường ở Ukraine và Hoa Kỳ cũng như là khu vực Trung Đông quý anh chị, làm cho dòng tiền đang với lại một cái tin nữa là Fed cắt giảm lãi suất 0,5%, thì toàn bộ dòng tiền đang đổ vào thị trường tài chính một cách mạnh mẽ. Chỉ số Dow Jones của Hoa Kỳ tăng mạnh mẽ, vàng cũng tăng mạnh mẽ lên 2.630, Bitcoin lên 64.400, phá cản luôn. Và có một cái tin nữa quý anh chị là bà Kamala Harris, phó tổng thống Mỹ, thì có tuyên bố rằng là sẽ ủng hộ Bitcoin, ủng hộ crypto và ngành công nghệ mới AI khi khi mà nhậm chức tổng thống quý anh chị. Đầu tiên là Donald Trump, ông đã ủng hộ Bitcoin và sẽ tuyên bố là sẽ biến Hoa Kỳ trở thành một quốc gia trung tâm Bitcoin, đúng không? Trung tâm crypto, và tuyên bố là sẽ cắt chức của chủ tịch Fed, đúng không quý anh chị, để ủng hộ ngành crypto. Thì những cái tin tức này nó đang rất là tốt cho thị trường đầu tư quý anh chị, tại vì dòng tiền đang đổ vào thị trường tài chính toàn cầu một cách mạnh mẽ. Theo thống kê trong lịch sử quý anh chị, thì sau sự kiện giảm lãi suất của Fed á, thì có 70% là thị trường thu hút dòng tiền một cách mạnh mẽ, còn 30% là sẽ bị giảm, chứ không hoàn toàn là cắt giảm lãi suất thì thị trường nó tốt đâu quý anh chị. Có 30% là sau khi mà những lần thống kê trong lịch sử khi mà Fed cắt giảm lãi suất thì có 30% là thị trường đi xuống và 70% là thị trường đi lên, và tỷ lệ thị trường đi lên nhiều hơn là thị trường đi xuống. Thì crypto thì hôm trước thì mình cũng nói là sau cái quý 4 này là một cái đợt mà trong lịch sử thì quý 4 là một cái quý mà có hiệu suất tăng trưởng của thị trường tốt nhất, thị trường tốt đó các bạn. Lịch sử đó, quý 4 là quý mà có hiệu suất tăng trưởng thị trường tốt. Thì bây giờ ai mà mình đang còn nắm giữ thì mình đợi thời cơ trước Noel quý anh chị, đợi cái điểm trước Noel, mình canh cái khoảng trước Noel hay là Tết Dương lịch đấy, để mình có thể có một cái lợi nhuận tốt hoặc là cắt lỗ ở cái thời điểm đó. Trong tuần vừa qua thì một cái trend mới đó là blockchain hệ Tron, đúng không quý anh chị, lên bát liên tục lên những cái sàn giao dịch, những cái đồng coin hệ Tron á được niêm yết liên tục lên những cái sàn giao dịch như lớn như là Binance, KuCoin, Bybit, OKX, như là đồng Dot, đồng H H H HM H đồng Hamster á, HTSMR, đồng Hamster Combat, đúng không anh chị, và nhiều nhiều đồng cũng khoảng ba bốn đồng ấy trong hệ Tron thì được list lên những cái sàn giao dịch. Đây là một cái trend mới của tuần vừa rồi. Nhưng mà theo mình thì vẫn ủng hộ là các bạn có thể giữ dài hạn với anh chị. Nếu mà mình có những cái vị thế tốt thì mình có thể giữ dài hạn.
mua tốt, vì thế mình mua tốt thì mình vẫn có thể hold dài hạn quý anh chị, hold dài hạn đến một cái điểm điểm thời điểm mà các bạn cảm thấy lợi nhuận nó tốt thì các bạn hãy chốt nếu mình hold dài hạn. Thì tuần vừa rồi chúng ta thấy sự gia tăng mạnh mẽ của thị trường crypto cũng như là vàng, đúng không quý anh chị? Có những thông tin nào mới nhất về thị trường cryptocurrency cũng như là thị trường tài chính thì Tâm sẽ cập nhật lên kênh TikTok hay kênh YouTube của mình. Chúc quý anh chị có thể nắm bắt được thời cơ và chốt được nhiều lợi nhuận. Tâm thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong video tiếp theo.